vpgame.vn, số nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Let's fight for a better future. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Thì hôm qua thì mình đã làm clip về đó là sự thay đổi của Triệu Vân rồi. Thì thực sự Triệu Vân ở mùa này thì có sự thay đổi khá là rõ nét. Thì anh em có thể thấy thì chiêu 2 thời điểm hiện tại của Triệu Vân giai đoạn đầu game khi anh em đi phám, đó là nâng chiêu 2 cho mình, thì đã đạt mức đó là tối đa tốc đánh, đó là 200% tốc đánh khi anh em nâng chiêu 2. Thì khi mà anh em được tăng 200% tốc đánh ở giai đoạn đầu game thì giúp anh em đó là đánh sẽ nhanh hơn và phám sẽ nhanh hơn. Thì clip này mình cùng trình bày kèm về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho là vị tướng Triệu Vân nhé. Chắc chắn thì bảng ngọc của Triệu Vân khi mà lượng tốc đánh ở giai đoạn đầu game đã được tối đa hóa rồi, thì chắc chắn là anh em không cần sử dụng ngọc tốc đánh nữa cũng được nha anh em. Thì ở giai đoạn đầu game mình sẽ phám búa xanh và tiến sáng đó là khúc búa bờ đỏ và gánh cái đường sông anh em ạ. Thì anh em có thể thấy thì tém đích ở trận đấu này thì cũng khá là trâu bò, nào là thú này, nào đó là Omega. Nhưng mà thực tế chất tướng Triệu Vân thì sẽ không sợ những chất tướng thuộc dạng trâu bò, bởi vì đám Triệu Vân khi kích hoạt chiêu cuối thì đó là đám chuẩn. Thực sự thì Triệu Vân rất rất lâu rồi mới có sự thay đổi anh em ạ. Nên là mình cũng mong đó là nó tăng mạnh mạnh một xíu, dầu sao thì đấy cũng là một vị tướng yêu thích của mình. Và mình tin chắc rằng Triệu Vân cũng là một vị tướng khá là nhiều anh em yêu thích. Bởi vì thứ nhất thì nó khá là đẹp trai, hay thứ hai là khá phong độ, và thứ ba đó là rất chỉ là dễ chơi. Thì bây giờ thì mình sẽ gánh cái đường rồng này, pha này thì chắc chắn là có điểm hạ gục rồi. Chạy đó bạn ơi, lên bảng điểm số đến từ vị trí của Omega này. Nhưng mà tém địch thì xạ thủ tém địch thì cũng chạy được rồi. Bây giờ thì tém mình khá là thấp máu, mình sẽ lừa lừa lại đấy này, tìm cái góc để bắt xạ thủ của tém địch nhá. Rồi, thấy mục tiêu đó là xạ thủ của tém địch. Nhưng mà lao vị tém địch cũng khá là khốn nhỉ, chúi vào trụ rồi, này thì vào trụ này, tế tải làm chậm một vạt này và lên bảng điểm số này. Thì pha này thì chắc có lẽ là mình chạy 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 và chạy thôi, lượng máu thuộc của mình thì khá là thấp. 2-2 đó là dành cho hai bên, một sự trao đổi cũng chỉ đó là hoa hoàn thôi, chưa có bên nào đó có lợi thế nhiều cả. Thì đối với Triệu Vân ấy, thì nó là một chất tướng, thời điểm hiện tại mình nói là anh em rất chất đáng để chơi ấy. Nó thay đổi thế này thì anh em đáng để chơi, nó có sự thay đổi như thế nào nữa. Đó là chiêu 1 của anh em thì sẽ giảm đó là tốc chạy anh em ạ, từ 80% bây giờ chỉ đó là 50%. Nhưng bên cạnh đó thì thời gian đó là anh em tăng lên đó là 3 giây so với 2 giây trước đấy. Qua đó thì giúp anh em tuy là di chuyển chậm hơn một xíu, nhưng mà là anh em lại đó có thời gian đó là nhiều hơn một xíu cũng được anh em ạ. Đặc biệt là giai đoạn đầu game thì anh em đỡ đó là nó farm nhanh hơn. Rồi pha này thì bắt này, phản hình của tém địch này, chạy đâu bạn ơi, này thì chạy này, lên bảng điểm số này. Ở trận đấu này thì tém bên mình cũng thuộc dạng là chất tướng trâu bo, Mina thì đi đường ta thân đối đầu với á thú, nói chung keo đối đầu đó thì chắc có lẽ là đánh được đến sông mai thì cũng chưa ai lên bảng điểm số ấy. Thì hiện tại bây giờ đã có một phá đó là giáo tránh nhẹ nhẹ ở đường rông. Thì pha này sẽ lại hỗ trợ tím luôn nha, bắt luôn này, chạy đâu bạn ơi, lên bảng điểm số này, cứ đe xạ thủ của tém địch mà bắt anh em ạ. Lùng ngay đó là hai điểm hạ gục luôn, bắt luôn đó là van hên tém địch này, choáng nhẹ một phát này. Rồi chắc chắn thì pha này van hên tém địch lên bảng điểm số, và điểm hạ gục thì dành cho đó là Crazy tém mình. Trận đấu thì cùng ở thế đó là chưa bên nào tạo được lợi thế quá lớn anh em ạ. Tuy thì mình cũng ăn được 5 điểm hạ gục so với đó là 6 điểm hạ gục của tém, nhưng mà tém bên bàn thì cũng có đó là 5 màng rồi. Ở trận đấu này thì rất may tém mình hỗ trợ tốt đấy, nên là mình mới ăn được những màn này nhá. Thì bây giờ mình quyết định đó là sẽ không ra đám lính đó vội, mà mình sẽ chờ đó là ván heo tém địch lên cáo nha. Đây đây đây, pha này này, nó hết chiếu rồi này, chạy đâu bạn ơi, lên bảng điểm số này. Ok, có thêm đó là một điểm hạ gục nữa. Thì chơi Triệu Vân là anh em phải chơi theo đó là phong cách đó, khi mà anh em lên build đồ theo thiên hướng là đám nhiều. Bởi vì anh em mà chỉ cần ra phám đám lính phạt thì chắc chắn van hên tém địch sẽ không di chuyển lên cáo để phám lính. Khi anh em rinh rập, lối chơi rinh rập đó thì cực kỳ là hiệu quả, mà đặc biệt Triệu Vân này thì theo thiên hướng sát thủ nữa thì chắc chắn là phải rinh rập rồi.
chứ mất giao tranh trực diện hoặc là bị lộ tầm nhìn phản là đối phương sẽ chạy ngay và luôn. Thì đó là cùng một cách chơi để anh em leo rank hiệu quả đấy. Ví dụ như pha này tiếp này, lúc này thì mình núp bùi bên kia, nhưng mà pha này không được rồi. Pha này thì có thêm sự hỗ trợ đến từ rú cá, có thêm là anh chàng á thú nữa thì chắc chắn đó là mình sẽ không lao ra. Kèo đối đầu giữa á thú và Mina thì chắc có lẽ là mình cũng không cần gánh ở giai đoạn đầu game cho lắm, bởi vì Mina mà để ăn được á thú ấy thì cũng khá khó. Mà á thú mà để ăn được Mina thì gần như là điều đó không thể rồi. Ok, pha này thì chắc chắn sẽ có thêm một điểm hạ khúc này lên bảng điểm số. Và điểm hạ khúc may mắn lần này đó là dành cho xạ thủ tém mình ấy. Tầm này thì xạ thủ tém mình ăn màng thì cũng sẽ tốt, bởi vì cho xanh xanh xíu thì xíu nữa dễ chơi hơn. Pha này thì cờ rì xí bật cái mưa sáu bắn này, Van Hên tém đích bật cái tốc hành chạy, nhưng mà liều có chạy nổi hay không. Mình đang còn chiều cuối này, một bữa thì chắc chắn lên bảng điểm số rồi. Trận đấu này thì Van Hên đi mít anh em ạ, chất tưởng Van Hên đi mít thì cũng được. Nhưng mà thực tế thì mình vẫn thích đó là bạt Van Hên ấy, chỉ cần lại đó bổ một bổ, bởi vì chất tưởng kém cơ đồng mà. Triều vẫn chỉ sợ những chất tưởng đó rằng quá cơ đồng thôi, còn lại không thì chơi được anh em ạ. Ok, pha này thì lại bắt này, chạy đâu bạn ơi? Chạy đâu bạn ơi? Chạy đâu thì nói một câu, lên bảng điểm số tiếp theo này, pha này 36 kế. Chuồn là thường sạch thôi, bởi vì lượng máu của mình thì khá là thấp ấy. Bây giờ tích cực đó là về phá một xíu nữa. Triều vẫn thời điểm hiện tại là một vị tướng nói chung cũng khá là mạnh ấy, cũng khá là ổn ấy. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là biết cách chơi một xíu nhắc, biết cách di chuyển một xíu thì anh em sẽ chơi tốt hơn. Bên cạnh bảng ngọc và phù hiệu trang bị ấy, thì cách di chuyển cũng là giúp anh em sẽ tốt hơn. Và trong trận đấu mình luôn luôn cũng là hướng dẫn cho anh em về cách di chuyển nữa ấy. Cho những anh em nào mới chơi, cho những anh em nào chưa biết cách di chuyển thì sẽ tốt hơn. Ví dụ như pha này này, mình chưa ra farm vội này. Đấy, mình luôn luôn lên đấy này, đấy, bắt đầu là nhảy ra vào là bắt Van Hên của tém địch này. Chắc chắn thì pha này Van Hên lên bảng điểm số, ôi. Khá là xúi ấy, dính ngay đó cái đàn thân quáng đến từ vị trí của lá vi ấy, mình bị choáng trong thoáng chốc. Và pha quay tay đến từ vị trí của Omega này. Thế là mình lên bảng điểm số mất cái màn chấm dứt rồi. Ôi, tém mình chết nhiều vậy, mịt tém mình không bổ nơi một nắm rồi kia, ôi, cẩn thận anh em ơi. Mình mất cái màn chấm dứt thì cộng cho tên đây khá là nhiều vàng ấy. Anh em cũng cẩn thận một xíu nhá, 12, 14. Tém địch lại lấy lại được lợi thế rồi. Tém bên mình mất đó là cái trù ở đường ta thân nữa rồi. Và này liều lên có bắt được Lavi tém địch hay không này. Nhưng mà chắc nghĩ là nó chạy được ấy. Chiêu hái của Lavi thì nó né được đám nữa ấy. Nên là cũng phải cẩn thận nhá. Có vẻ là khá căng ấy. Ôi, nó biết mình ở đây kia. Chơi luôn này, chạy đâu bạn ơi, chạy đâu bạn ơi, chạy đâu thì nói một câu, ôi khỏe thế. Đống của anh em á, 1, 2, 3, đó là 3 người luôn, 4 người luôn. Chỉ có là một phá đồ màng, đổi màng thôi, mình ăn được màng á thú, nhưng mà tém địch thì cũng ăn được mình rồi. Ôi, mịt tém mình phế quá, mịt tém mình di chuyển cẩn thận xíu bạn ơi, ôi đìa dám trật lật mặt rồi. Cố gắng lên mấy bạn ơi, mình chạt là cho tém rồi là ốm một tí nhá, để mình gánh nha anh em. Mình chạy là ốm tí mình gánh được, bởi vì Triều vẫn thời điểm này chứ phải là quá mạnh mẽ. Đợi xíu nữa anh em an tâm, đó là khoảng 2 món đô nữa hoặc là 1 món đô rưỡi gì nữa ấy. Triều vẫn mới phát huy được sức mạnh ấy. Thực sự thì tém địch cũng rất chỉ là khỏe ở giai đoạn V6 nữa, nên nó cũng phải cẩn thận anh em ạ. Omega thì khó chịu này, A thu thì trâu bo này, rú cá thì đám to này, lá vi thì đám tốt này, Van Hên thì choáng tốt này. Đội hình của tém địch cũng rất chỉ là đẹp luôn ấy. Pha này Chơi không? Thôi ôi, thôi xong, ông Văn Hến ông thả siêu này thì báo mấy sáu kế chuôn là thường sạch thôi. Cướp được đó là con giới là ổn rồi. Nhưng hiện tại cơ Rishi tém mình thì cũng đáng bị là áp bức anh em ạ. Và liệu có chạy được hay không? Nhưng rất may thì mịt tém mình vẫn chạy được pha này này. Bắt này, chạy đâu bạn ơi? Sai rồi, chưa đủ đáng anh em ơi. Cắn nha, tưởng phá đổ rá là ngon rồi. Kiếm được vai bá màng là ngon rồi, ai dè là... Ôi tém mình hay này, chơi được không? Ôi nhưng mà tém thì khỏe quá anh em ạ, tém mình lên bảng điểm số là 4 người luôn rồi. Cắn anh em ạ, phá đầu tưởng ra là upshot được tém đích AZ, tém đích khỏe quá. Thôi mịt ơi, về mịt ơi, ôi thôi xong rồi, mịt tém mình. Trời, 1727 gì rồi, ôi thôi xong rồi. Thì hiện tại bây giờ tém mình lên bảng điểm số 4 người rồi nhá, mình không ra rửa mà mình sẽ luôn luôn bắt này.
Pha này thì mình bỏ qua con bua đỏ này, luôn bắt tém đích này đây. Ví dụ như pha này này, cách di chuyển để giúp anh em đón đầu tém đích này lên bảng điểm số đó là 2 người này. Chạy đâu bạn ơi, này thì á thú này, này thì á thú này, lên bảng điểm số 3 người luôn này. Cắn của anh em à. Tưởng là giai đoạn đầu game tạo được lợi thế một xíu nhưng tầm này thì khó rồi. Tầm này thì tém đích đó là ép được tém mình rồi. Thực sự mình chỉ vào sở hữu một xíu á, Omega nó đẩy đẩy lui và xa thủ của tém đích gây đám nó rất chỉ là khó chịu nhá. Nên là chắc chắn những phá lao vào của mình chỉ cần trật một nhịp thôi là rất chỉ là khó để chơi luôn ấy. Thì pha này rình rập đấy xem có ai không này, hiện tại thì đang thấy sai Omega nhưng mà chắc chắn mục tiêu của mình đó là phải xa thủ của tém đích rồi. Đây, xa thủ tém đích này lên bảng điểm số này bọc hơi này. Bây giờ thì á thú cũng như ổi, pha này thì đìa giảm nhưng mà cũng khá là trật nhưng không sao cả. Cũng ăn thêm được một màng nữa rồi, ăn luôn, đó là màng này, triple cứu rồi này. Ôi, tiếc nhờ. À, pha đó tưởng là lùm được, đó là quá đa kill hay mega kill nhưng mà không được rồi anh em à, tiếc quá, ván hến thả siêu tốt quá. Bị tém mình trận đấu này thọt của anh em ạ, 1-9 lôi lường vàng thì thua cả SP nữa ấy. Nên là thực sự khá là khó chơi, Carissi cùng một chất tướng mạnh về lết đấy, chỉ cần là cố gắng đó là chơi một xíu thôi. Giai đoạn lết game Carissi cũng có thể gánh tím được. Trận đấu này thì Carissi cũng như đó là Mina gọi là hơi thọt ấy. Mina thì chất tướng nói chung đi đường ta thân mà lường vàng như vậy là cũng không phải ổn lắm. Nhưng mà không sao cả anh em ạ, trận đấu này hy vọng là mình có thể là giai đoạn tiếp theo chơi được ấy. Bởi vì tém địch thì thực sự chỉ sợ đó là đồ chống chịu đến từ á thú cũng như đồ khó chịu đến từ đó là Omega thôi. Và tém địch xả sát thương thôi, còn lại thì không quá đáng sợ cho lắm. Pha này mình lừa lừa góc để bắt những sát thương. Rồi pha này bắt luôn anh chàng rú béo này. Này thì rú béo này. Rú béo lên bảng điểm số này. Thôi xong rồi. Omega khó chịu của anh em ạ. Mình hệt chiếu phạt cho nó choáng ấy, mình không làm được gì luôn ấy. Tém mình thì cùng lên bảng điểm số 2 người rồi. Thực sự trận đấu này cố gắng hết sức anh em ạ, nhưng mà thua thì phải chịu thôi, chứ thực sự trận đấu này mình cũng cố gắng hết sức ấy. Chứ 0-3 rồi, 3-8 này. Rồi 1-9 này. SP thì mình không nói nhé, SP thì chắc chắn là những điểm hỗ trợ rồi. Còn đi đường ta thân và mịt gọi là chết hơi nhiều ấy. Thực tế ở trận đấu này thì tém bàn cũng khá là đẹp và chơi khá là hay. Omega anh em thấy kìa, nó bắn trụ son này. Ôi thôi mình ra liều có kịp hay không rồi, pha này lừa nhá để bắt nhá. Ba đúng, ôi lại không đìa giảm được ai rồi. Nhưng pha này liều có chơi được hay không, một người lên bảng điểm số này, hai người lên bảng điểm số này. Chạy đâu bạn ơi, Omega, ôi pha này ván hến, ôi ăn được ván hến nhưng mà nó đang còn giáp hồ mình. Mình vẫn đang còn giáp hồ mình nhưng mà nó ba người. Mình không chạy được rồi, phá đổ bá đúng tém mình lên hỗ trợ xíu nữa là chắc có lẽ ổn hơn ấy. Nhưng mà chắc có lẽ là phá đổ bá đúng đẹp lính ấy, nên là cũng không thể trách được anh em ạ, có trách thì trách mình thôi. Thì hiện tại bây giờ mình giáp hụt mình, mình sẽ lên cho nó cái khiến nhá, khiến thất truyền anh em ạ. Bởi vì hiện tại thì anh em có thể tém đích tốc đánh thứ nhất khá là nhiều, thứ hai là đám vật lý nhiều ấy. Mình lên cho nó khiến thất truyền để kháng ít đó là đám vật lý luôn ấy. Và hiện tém đích lên đồ sót thứ 5 nó lên đó là cái giáp hồ mạnh rồi, nên là phá đỏ thì cứu sống được nó phá đỏ ấy. Và cuối cùng thì mình bị outplay trở lại anh em à, khá đáng tiếc. Trận đấu này rất căng anh em nhưng vẫn còn cơ hội mà, tém mình thì vẫn còn cơ hội anh em à, chỉ cần là tém mình cẩn thận hơn một xíu nữa thôi. Bởi vì thực tế lúc lại giờ thì anh em có thể thấy thì mình cũng bắt được khá là nhiều của tém địch ấy, nhưng mà quan trọng nhất đó là tém mình thôi. Về phù hiệu dành cho Triệu Vân ấy thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu đó là má tính nhất, khi kích hoạt chiêu cuối sẽ giảm thời gian hồi chiếu của các chiêu còn lại. Thì hiện tại thì mình đang thấy là có giao tranh ở đường mid, một pha địa giám tốt đến từ vị trí của ba đúng nhốt được quan hệ tém đích. Pha này thì mình sẽ lừa lừa nhá, khi anh em đi bắt thì anh em cố gắng lừa bắt những sát thương chủ lực nhá. Đây pha này bắt được van hế này, bắt được lao ví này, hai xà thủ sát thương chủ lực rồi. Tiếp đến thì Omega chắc chắn là mình không sợ, bởi vì lượng đám của Omega thì chắc chắn không ăn được mình. Và lùng ngay đó là triple cứu Zuka thì không biết ở đâu đấy này. Thì chắc chắn khi anh em bắt được những sát thương chủ lực của tém địch thì những đó là chất tướng bình thường sẽ không gây đám được. Anh em thấy thì xa thủ tém địch luôn luôn đứng ở phía sau mà mình bọc đầu, đó là không cho tém địch lùi về nữa ấy. Bây giờ có ta thân xế ra thì việc cống trụ sẽ dễ dàng hơn.
gánh tím lật kèo là đấy chứ lật kèo là đấu nữa. Thì về bảng ngọc thì mình sẽ lấy như sau, ngọc đỏ sẽ lấy cho nó đó là tỷ lệ chỉ mang, đó là 3 viên nhá, 7 viên đó là cống vật lý và xuyên giáp. Ngọc tím thì mình sẽ lên cho nó cống vật lý và tốc chạy, bởi vì thời điểm hiện tại thì tốc đánh của Van Hên là mắc khi anh em là nâng chiêu 2 rồi, kể cả ở giai đoạn đầu game. Còn về ngọc xanh chắc chắn đó là ngọc cống vật lý và xuyên giáp rồi. Về trang bị dành cho Triệu Vân ở phiên bản mới thì mình sẽ lên như sau theo thiên hướng đám nhá. Thì trang bị thì đầu tiên đó là kiếm truy hồn đi rừng, dài kiến cương kháng khống chế. Tiếp đến thì sẽ lên cho nó phức hợp kiếm gia tăng lượng đám, thường xuyên phá để bổ thấm và thốn hơn những vị tướng tánh cơ. Kèm theo đó thì giúp gia tăng lượng cống vật lý và thành kiếm thì chỉ mang và cuối cùng giáp hồ mình. Ok, pha này chơi được này, bổ luôn này trấu bò, đừng có trấu bò với Triệu Vân. Lên bảng điểm số này, Triệu Vân thì chất tưởng phải gọi là cực kỳ là thích tánh thôi, bởi vì bổ tánh thì cực kỳ là sướng anh em ạ. Trận đấu này thì chắc gọi lượng đám của mình dồn vào tướng của tém đi cực kỳ là nhiều luôn. Anh em thấy thì mình toàn bổ rồi là nhiều người luôn rồi. Dũ cá này, tạm biệt Dũ cá thân yêu này, lên bảng điểm số này. Mình thì vẫn chưa mất được cái nồi tài anh em ạ. Pha này thì vào chơi luôn nha anh em. Chắc chắn thì trận đấu này sẽ kết thúc ở đây rồi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình nhé. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh ủng hộ tinh thần nhé. Bye bye. Trận đấu này thì lật kèo cũng khá là hay ấy. Chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công. Ôi, 45.7 đó là phần trăm đám luôn anh em ạ. Gần đó là một sự nửa số đám của tem luôn. Hai trăm ba mươi sáu nghìn sát thương, 45.7% đám. Ok, thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.